các bác tinh thần là có cây nào chơi cái đấy, đẹp xấu thì cũng là cây của mình. Cái cây đẹp thì ở ngoài lại có những cây đẹp hơn, mà thậm chí lại có những cây đẹp hơn nữa. Đấy, thì cây của mình cố gắng làm đẹp hơn hiện tại của nó là thành công rồi. Thì hôm nay lại tiếp tục làm cái xì hơi hướng dáng cổ các bác. Ôm hòn đá đây. Nếu nay bận việc nhà thì cây cối thậm chí chẳng tươi tắm. Hôm nay tự nhiên thời tiết lại mát như mùa thu. Thì kiếm cái cây để cắt cho nó vui. Làm cây này đó. Xì búp hồng đấy. Xì búp hồng. Đấy, cổ. Chẳng có gì đặc biệt lắm nhưng mà chơi cho vui. Đó. Cắt thôi. Bệnh viện nào? 1/3. Hỏi gần đấy không? 1/3 mà hỏi gần đấy không? Chỗ nhà Hiếu à? Cho thì Nhiên đi chơi thôi. À, đi đâu xích phép à? Nhá. Nhiên là mình bố đi thôi, không phải đi chơi đâu thì chơi. Đi cả nhà đi. Đi mong xin phép à? Thế là tự đi sang à? Tự đi sang mà mình đúng là 8 giờ rợi chứng chứng này rồi thì... Đâu đi với Huyền My sao hả? Hả? Huyền My thấy 8 ở nhà làm. Đi với bà Huyền My thế là Huyền My về, bà về đón Huyền My về tắm. Nè. Bắt mất làm nào? Làm hết hồn tâm. Đi ra một giá không thấy rồi cô chắc lẹ vô đây. Đi tắm rồi. Bế chăn trâu ấy. Ông rùa á. Là ông gì? Ông rùa. Ông rùa á? Ông rùa là ông gì? Ủa rồi mối này, có số mối đốt đấy. Chú chăn trâu thổi sáo ấy. Thơm của chú cái. Nhiều. Liếm nhiều ơi. Thơm chứ mẹ của con thơm nhưng phải là liếm đó. Chú tắm nó bẩn đấy. Bẩn đấy. Nào thôi. Thế thôi. Em bé ơi, em bé. Con bảo em bé đang làm gì đấy? Mẹ ăn nửa tiền đây. Thổi sáo con. Thổi sáo. Đó được rồi đó. Nào dính nhựa cây, dính nhựa cây. Rồi dính kéo bố. À, thế thì ăn cơm xong bố lai hay mẹ hai con đi cùng. Đi chơi nhá. Đi thăm con đông bố. Con đi không? Không. Con đi đưa con ở nhà mình nhá, mẹ bố đi. Không đâu. Sống tình cảm. Mẹ em bắt rùa. Em bé rùa. Bé rùa. Ơ bố đang không? Bố có thích cây không? Không thích cây. Thích em bé nè. Ơ gì đấy? Hả? Gì vậy? Mũ con nón.
Ngon. Không có nắng. Mùa hè nắng. Đúng không? Thì Dương ơi, con thích em gái hay em trai? Em trai. Con thích em trai á? Em trai, con thích em trai cơ. Em chi ấy? Em trai. Em chi? Em trai. Thế thì có thích em chi không? Tại không thích. Cẩn thận đá vào ấy là bố nhỉ. Bố Tiên ơi, tôi ăn đây này. Con đấy á. Con đấy thì sao? Nuôi này á. Không, bố đang làm. Đừng 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 động vào bố. Xem thôi. Xem thôi. Không, đụng vào lắc lư của bố, đổ đấy, đổ nhá, đứng xem thôi. Ừ. Con biết con nghịch và con muốn nghịch. Hello. Hello. Hello cái gì đấy? Hello cây. Cây á? Hello em bé. Ở đây có ai là em bé? Đấy, chọc lóc rồi con. Lóc rồi. Rồi, xong rồi. Bố cắt xong rồi. Chọc lóc rồi. Chọc lóc rồi bác ơi. Mãi rồi mà cũng chưa dày được răng đây. Bây giờ nó phải dày lên như xanh như vuối ấy. Thì nó mới ngon. Cây răng cổ thì chỉ thế đâu. Đấy, nếu mà cây này nó lên địa y xanh, địa y trắng lên thì nó mới có được cái răng cổ được. À, có một chút đá này, điếc đây cũng tạm được. Tạm được, đá để dễ đây. Đá. Đấy. Chia bông không cho cái này xuống một tầng nữa, cái này sau thu vớt lại, thu vớt lại. Mặt này là mặt chính, mặt chính thì cái này thu vớt lại. Đấy, gắn chìa chọc vào mặt, chọc vào mặt. Thế thôi, đưa cho bác nhé, cho bác xem. Đồng chí có nhận ra cái cây si này không? Cái cành ấy. Cái cành mà khi mà em cắt cái cây cái si to ấy, thì có màu này thì dâm một số màu. Lấy cái màu này cho cái chậu cũ này của và nhặt ngoài chợ và ấy mà cho vứt đi mà nhặt cái chậu ngoài chợ hôm chỉ tối tối đấy. Thì bây giờ nó ra thế này rồi, cắt được một lượt rồi các bạn. Chơi mini thì cũng phải cắt liên tục chứ. Giờ bây giờ nó có cái trường phái mini rồi. Cắt giật nhanh ấy các bạn. Cũng vẫn cắt giật nhưng mà cũng chơi rất nhanh. Tức là không chờ miếng sẹo, không chờ để chỉ cành to mới cắt mà cắt luôn. Lấy bông, lấy lùm, lấy cái răm luôn. Đấy. Thì nó cũng có những cái nét rất là hay. Thì chắc một thời gian nữa thì mới có câu trả lời là nó đúng hay sai, nó tốt hay xấu. Thì thú chơi mà bền mà thời gian thì không phải ai cũng chờ được. Đó, nó là một cái nét rất mới hay.
bác ạ. Cây si úp hồng. Nói đỏ thì không đúng, thì nó chỉ có hồng hồng tía tía. Đấy. Trồng những cái chậu nhặt được. Và cái cây này thì tách từ cái ngọn của cái si to. Đó. Thì để cái bỏ cái cỏ này bác xem. Hôm có bảo là trồng xong có bảo kỷ niệm bác nào đây không? Chào bác nào lấy. Chưa xấu. Đấy, đó thì chắc bệ dễ chắc phun ra tốt rồi. Các bác mà đấy khi mà chơi cây này thì làm nó siêu siêu quái quái này cũng hay. Đấy siêu siêu này cho cái chậu khác, chậu khoảng mỏng thôi và có hình đại loại là chữ nhật hoặc màu dục. Đấy. Cho nó siêu siêu theo cái hướng của chậu thì đã cũng hay này. Răm nó dày lên thì nhìn nó ngộ ngộ, giá trị của nó thì bình thường thôi nhưng ngộ nhìn nó vui lắm. Vui mắt các bạn. Đấy. Cái lọc lá của nó nhìn màu nó thích. Đấy, nhìn da nó cũng thích. Dáng của nó cũng quái. Thế thì mới cắm cái cành này. Không bị vứt đi. Đấy. Đây là hai cái cây si màu chiều này. Đây. Cây cối dạo này có vào thêm được cái gì mới đâu các bác. Toàn là cây cũ, lại nhà có việc không tưới còn nhiều khi còn hạn chế. Đấy. Thì sắp tới thì cố gắng lại trở lại. Hôm nay phiên chợ còn cũng có đi được đâu. Tiếc lắm, hôm nay mát rời. Cây sùng ô tù. Cây sùng này. Tôi rất là thích nhìn cái cây sùng này. Nó rất đơn giản. Đấy. Rất đơn giản, rất là thích nhìn. Thiên nhiên. Đấy. Thì mai quay nốt các bác cái cây cục điền với một cục quê kia. Rất hay đấy. Đang có hai cái cục lục cục cái hay. Đang có hai cái lục cục cái hay. Đây, cây si hôm trước này. Mấy cây thôi mà. Cảm ơn các bác nhé.